cái bữa sinh nhật tới giờ mình rất là chiều bản thân, cho nên là những cái gì mà đồ ngon ngọt béo được cái kiểu là mình sẽ cho vào trong người mình hết. Thành ra là nó đã để lại hậu quả rất là lớn cho mình, đó chính là mình nổi mụn này. Mình nổi mụn cực kỳ nhiều luôn, rồi xong mình còn mập lên nữa, mà mập cách nhanh chóng luôn, cho nên là mình không thể nào kiểm soát nó được luôn á. Cho nên là bây giờ mình sẽ quyết định là mình sẽ giảm cân. Ok, thì cái việc giảm cân đó tất nhiên là mình phải làm rồi, nhưng mà mình muốn song song với cái việc này mình sẽ quay cho mọi người xem những cái trải nghiệm mà mình giảm cân như thế nào. Thì ngoài những cái mà cái thực đơn mà hôm bữa mình đã trải nghiệm cho mọi người á, thì mình có tìm hiểu được rất nhiều những cái thực đơn của mấy anh chị sao hàng, chẳng hạn như IU, Jenny, Pasinhee, vân vân, rất là nhiều. Cho nên là mình muốn áp dụng vào đây và mình trải nghiệm cho mọi người xem luôn. Thì hôm bữa mình có đăng lên Instagram là IU hay là Jenny, thì mọi người đã chọn cho mình là Jenny. Thì hôm nay mình sẽ thực hành cái bài giảm cân của Jenny. Ok, thì cái thực đơn này á, là mình chỉ dựa trên một cái chị sao hàng đã ăn thử cái chế độ này của chị Jenny rồi, và mình đã tìm thấy ở trên Google. Thì chị này, cái thực đơn đầu tiên của ngày đầu tiên á, bữa sáng sẽ là một đĩa salad gồm có một quả bơ nè, một quả dưa chuột là quả dưa leo á, rồi hai quả cà chua và hai quả trứng. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi làm cái đĩa salad đó đây. À, mình quên nữa là còn thêm một ly trà gạo lứt nữa, và mình sẽ đi tiến hành mình làm luôn. Oh my god, mọi người ơi, mọi người nhìn đi, đây là hậu quả của mình sau những cái ngày mà mình không tập luyện và ăn rất nhiều. Nên là mình sẽ trải nghiệm hết tất cả những cái thực đơn của sao hàng cho mọi người xem nha. Và đây là cái đĩa salad của mình đã làm nè. Thì thành phần mình cũng đã để trên rồi. Còn đây là cái ly gạo lứt mình mới vừa nấu xong luôn, cực kỳ nóng luôn á. Yeah, và đó là tất cả những cái món mà sáng nay mình phải ăn. Đó chính là một tô salad và một ly trà gạo lứt. Ok, và bây giờ mình sẽ uống trước nha. Nhìn nó còn nóng. Ok, thì cái bữa sáng của mình cũng đã xong. Thì hiện tại là tới bữa chiều. Thực đơn của Jenny á, thiệt ra là chỉ có 2 bữa trong một ngày thôi. Vào ngày đầu tiên thì chỉ có bữa sáng và bữa tối, nhưng mà mình để dành bữa tối để cho mình tập thể dục. Còn bữa chiều thì mình sẽ ăn để cho nó tiêu hóa nhanh. Ừ, như vậy đó. Thì thực đơn của hai cái bữa này của Jenny á, là bữa sáng với bữa chiều này á, là giống y chang nhau luôn. Nó chỉ có là một ly trà gạo lứt nè, rồi xong một trái bơ, một trái dưa leo, hai quả cà chua với hai trái trứng. Đó, là nó chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm y chang như hồi sáng để mình ăn luôn. Và nên nhớ nha, là mỗi lần mà mọi người đói bụng hay như thế nào đó thì mọi người cố gắng là chỉ uống nước trắng hoặc là uống cái trà gạo lứt mà bữa sáng mình đã làm á, chứ đừng ăn bất cứ thêm một cái gì nữa. Là như vậy đó. Còn bây giờ thì mình sẽ làm thôi. Ok, và bữa chiều của mình cũng đã xong rồi. Nhưng mà mọi người có thấy không, là mình không có dưa leo, tại vì nhà mình hết dưa leo rồi, cho nên mình chỉ ăn có bấy nhiêu thôi. Yeah. Đây, mình ăn chung với lại nước mắm, như là bơ nè. Ok, thì bây giờ là mình sẽ vừa ăn và vừa chơi. Thì ra là mình biết như vậy là không tốt, nhưng mà kệ nó. Đây là trà gạo lứt. Ok, thì cũng đã tới thời khắc quan trọng. Thì mọi người nhìn là mọi người cũng biết rồi gì. Thiệt ra là cái khoảnh khắc này là không thể nào thiếu trong những cái lúc mà mọi người muốn giảm cân. Thì việc tập thể dục sẽ giúp được cho cái quá trình giảm cân của mình sẽ nhanh hơn. Thế là nó rất là cần thiết đó nha mọi người. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc ngày 1 rồi, và mình sẽ chờ đợi ngày 2 nha. Và ngày thứ 2 cũng đã bắt đầu. Thì thực đơn của ngày thứ 2 á, đó chính là một ly nước cam nè, một cái tô salad thì gồm có một quả bơ, hai quả cà chua, hai quả trứng với lại một củ khoai lang. Ok, thì đó là bữa sáng của cái ngày thứ hai. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm thôi. Cả nhà thấy gì không? Cái lúc mà mình xuống là mẹ mình làm hết những cái món này rồi.
cái mẹ mình còn phán là con không được làm cái món mới nữa mà ăn hết mấy cái món đó đi. Và thế là công cuộc theo thực đơn Chinny của mình đã thất bại ngay cái ngày hôm nay. Thiệt sự là rất buồn luôn á cả nhà. Nhưng mà mình vẫn rất là cố gắng luôn nha. Những cái món của mẹ đó thì mình thêm nhiều, rất là nhiều rau luôn. Và mình hạn chế tinh bột nữa, thì sau đó là mẹ mình còn ngồi hát cho mình nghe nữa. Ok, thì chỉ nhiêu đó thôi nha. Bây giờ thì mình quay lại bữa ăn nào và mình còn coi phim nữa. Thiệt sự là cái tật này rất là xấu luôn á. Mà sao mình cứ làm vậy hoài ta. Xong rồi mẹ mình còn bày cho mình với lại Việt Thi coi những cái nhà hoang, nhà ma gì ở trên tivi nữa. Nhưng mà mình vẫn không quên làm bài tập nha. Thiệt ra đây không phải là bài tập nữa mà nó là một cái bài thi của mình luôn á. Thì mình nhận cái đề thi này từ hồi 0 giờ rồi. Nhưng mà tới bây giờ mình mới làm mà mình còn chưa quay nữa. Chưa kịp hó hé gì thì đã tới đợt quân cấp. Cho nên là mình cũng đã coi đá banh luôn. Mà cái này chỉ là vòng loại thôi nha, chứ chưa phải là World Cup thiệt. Thì cái đợt này là mình coi chung với là Việt Thi nữa nè. Rồi xong còn có đồ ăn, còn có Châu Miêu ngồi kế bên nữa. Là mình nhận định mình không giảm cân được rồi đó. Xong cái mình còn lấy cái này ra mình ăn nữa. Rồi cuối cùng là công cuộc giảm cân của mình tánh bánh rồi cả nhà ơi. Muốn rơi lệ. Ok, thì cả nhà ơi, mình không thể nào mà mình từ bỏ cái thực đơn đó một cách dễ dàng như vậy được. Cho nên là mình quyết định là ngày mai mình sẽ tiếp tục. Cho nên là mọi người hãy đợi mình nha, đợi mình một ngày nữa thôi. Yeah. Và sáng hôm sau thì mình cũng đã làm được một cái tô salad như của Jenny. Nhưng mà do mình thức trễ quá cho nên là tới giờ học luôn. Đã ăn trễ, học trễ mà còn làm màu nữa. Thôi để mình tu nhanh cho nó lẹ nha. Thì tất nhiên là uống xong rồi mình phải ăn nữa nè. Nhưng mà mọi người có biết trước được tương lai nó như thế nào không? Đây, mình sẽ cho mọi người coi. Ten ten. Mẹ mình còn làm thêm thịt kho tàu nữa chứ. Rồi còn bánh tét, rồi còn hộp vịt muối, rồi còn bánh mì nữa. Tuy là lúc đó là mình chỉ dòm con xíu thôi, nhưng mà mình vẫn có ăn xíu cho nên là mình phải đi tập thể dục để cho nó tiêu hóa nè. Xong cái đang đi cái việc thi trượt skate, xong cái rồi bị như vậy nè. Đó, mọi người có thấy được không? Rồi xong để nguyên miếng thịt bò trên chân luôn. Mà lúc này á thì cái miếng thịt bò nó còn tươi, còn rướm máu. Chứ còn lúc về là thịt bò nó khô queo, nó đen thui. À mà quên nói cho mọi người biết nữa, thì mỗi lần đi tập thể dục như thế này nè, là tụi mình vẫn phải đeo khẩu trang như bình thường. Chỉ có khi nào mà tập mà mệt quá không còn oxy nữa thì tụi mình mới mở cái khẩu trang nó ra. Và cuối cùng thì sau một khoảng thời gian dài lôi kéo thì Úc và Obama cũng đã đi ra và đi chung với cả nhà. Nhưng mà lại một hiện tượng xảy ra. Đó, mọi người có thấy gì chưa? Đó là đi tập thể dục mà leo lên xe máy ngồi còn tống ba nữa chứ. Làm cho mấy đứa nhỏ chạy theo quá trời. Cái xong cuối cùng là quyết định vô trong khu du lịch để coi coi nó như thế nào mà dưỡng hai mình khen quá trời. Nhưng mà cuối cùng thì cái khu du lịch đó bị đóng cửa. Cái nhà mình chuyển qua trò mới đó là đi hái bình bát. Tới cái lúc mà về nhà, Út mình còn nói gì nè. Sao hồi nãy không đem theo cây dao để chặt thêm nhiều cái nữa? Cái mình cũng nói lại với Út, vậy thôi để ngày mai con đem theo cái cây dao cho Út nhiên. Cái Út mình cười quá trời mà cuối cùng ngày mai đâu có đi. Thôi kệ đi, nhưng mà mọi người thấy gì không? Hiện tượng lạ. Mình bắt thằng em của mình chở mình muốn thụng cái bánh xe, rồi tới tối mình lại quay TikTok cho Việt Thi nữa nè. Mà nó quay hoài mà nó cứ quên hoài. Cuối cùng là mình xách xe đi về luôn. Ăn có xí mà tập thể dục cũng hơi lâu rồi nhiên. Trên đường về nhà tuy là ngắn nhưng mà có rất là nhiều chó. Mà em mình là thánh sợ chó luôn. Chó nhà nuôi mà nó né né như tà vậy đó. Cho nên là nó xin chạy ở trong cho nó đỡ sợ nè. Mà tại vì nó chở chị hai nó cho nên nó không có chạy nhanh được. Chứ không thôi là mình tưởng tượng là nó sẽ phóng về tới nhà một lần luôn á. Nhưng mà tới nhà thiệt nhiên, này là nhà mình nè cả nhà. Về tới nhà rồi mà còn không chịu lên lầu tắm rửa, ngồi dưới đất coi chó coi mèo coi tivi được cái kiểu. Cái nhìn lại 10:45 thế là phải đi lên. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu luôn, tự nhiên cái đang làm trải nghiệm cái xong thành daily vlog. Ok, tức và ghê. Cuối cùng mình cũng đã xong cái ngày đó rồi. Mình không biết tại sao là từ một cái trải nghiệm mà mình thành một cái daily vlog vậy. Nhưng mà thôi kệ đi, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái máy mình đang có. Nó gọi là máy tâm không dây, thì nó có tên là Iris Waterpik Professional Flowshare. Đây thì thường á là mình thấy cái máy này á là dành cho mấy cái bạn mà niền răng á. Nhưng mà tuy là mình không có niền răng nhưng mà mình cũng thích. Ok, thì bây giờ mình mở cái này ra cho mọi người coi. Thật sự là nó rất là dễ thương luôn á. Phía trong nó sẽ có như vậy nè. Người ta làm rất là kỹ luôn. Đây, nó sẽ có hộp cái tim như vậy. Thì mọi người mở cái phần mà nắp ở trên ra là mọi người sẽ có, người ta sẽ cho mình
được một cái phần mà nối với lại cái hộp này nè, để cho mình có thể đánh răng như vậy đó, giống như phần đánh răng, và có được hai cái thanh để gắn vào trong cái máy đó. Đây, giống như vậy. Thì mình đang sở thêm màu hồng. Giống như vậy. Đó. Đang như vậy. Xin lỗi cả nhà. Lại. Ok, thì mình gắn vô như vậy nè. Và đó, nó là như vậy. Tiếp theo là cái phía trong, mở ra phía trong là nó có một cái đế. Thì cái đế này là mình có thể gắm ở trong mấy cái mặt phẳng đó để cho nó có thể chặt hơn. Đó, chỉ cần để lên vậy thôi. À không, để cho nó đúng nha. Để cái nút này là nó phải ở trong cái nút này. Đó, như vậy. Rồi xong cái mình chỉ cần bật lên thôi đó, mình nhìn thấy chứ không? Bật lên là nó như vậy đó. Rồi bây giờ mình vô thôi. Thì Iris Care là một thương hiệu chăm sóc răng miệng được phát triển bởi CLBU LLC nè. Thì họ có một cái mong muốn, đó chính là mang lại những cái sản phẩm chăm sóc răng miệng tiên tiến, phù hợp với những cái người mà bị mắc bệnh nha chu, nướu răng nhạy cảm hay là bị men răng yếu, và đặc biệt là phù hợp với các bạn đang chỉnh răng giống như là niềng răng vậy đó. Thì theo như mình biết được á, là các sản phẩm này được sản xuất tại Trung Quốc nè, để giảm giá thành nhưng mà vẫn đảm bảo được chất lượng tốt luôn. Và mình biết được thêm một điều nữa, đó chính là sản phẩm Iris Waterpik này là đạt chuẩn trang thiết bị y tế loại A của Bộ Y tế Việt Nam luôn á. Với câu slogan là Take me with you, thì họ đã gửi gắm cho chúng ta một thông điệp, đó chính là chúng tôi là một thương hiệu trẻ trung và năng động. Các sản phẩm thuộc Iris nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mang theo và sẽ đồng hành cùng các bạn trong các cuộc hành trình. Thì như mọi người cũng đã thấy thì cái hộp đó tuy là nó rất là nhỏ nhưng dung tích của nó là tới 500ml cho hai người sử dụng liên tục trong vòng 90 giây lận đó. Thì mọi người cũng đã thấy được cái thiết kế nhỏ gọn của nó đó, nó rất là khác so với các máy tăm nước để bàn khác trên thị trường nữa. Mình thấy là so với các nhà tắm ở Việt Nam thì nó rất là phù hợp luôn. Khi hết pin thì có thể sử dụng pin sạc nè, còn cái lúc mà sử dụng thì không cần dây cắm luôn. Thì nếu mà mọi người có để ý từ nãy tới giờ luôn á, thì ở phía bên trái của nó là nó có tới 5 chế độ nước mạnh nhẹ khác nhau luôn, phù hợp cho mọi đối tượng luôn. Thì cái cảm giác mà mình dùng cái máy này xong á, là mình có thể cảm nhận được là nó loại bỏ rất là nhiều cái mảng bám và cái mảnh vụn thức ăn ở trong răng của mình á. Và giữa những cái kẽ răng và nú á, là cực kỳ sạch luôn. Thật ra là mình cũng phải rất là để ý trong cái việc này. Nếu giữa những cái kẽ răng và nú á, không được làm sạch sẽ thì nó sẽ hình thành những cái bệnh nha chu rất là nhanh luôn, hoặc là những cái vôi răng nữa nè. Nó khiến cho miệng mình rất là hôi và hơi thở rất là khó chịu luôn á. Nhất là những cái bạn mà đang niềng răng á, hoặc là những cái bạn mà răng đang bị nhạy cảm nè, hay bị chảy máu ở chân răng, và những cái người đang sử dụng răng sứ hay là implant răng á, là mình thấy cái máy này rất là phù hợp luôn. Ngoài ra thì máy còn có tác dụng là massage nú nữa. Nếu mà các bạn sử dụng trong một thời gian dài á, là nó sẽ giúp cải thiện được cái tuần hoàn máu trong nú nè, và giúp nú chắc khỏe nữa. Và nếu như mà các bạn sử dụng cái máy này chung với lại cái nước súc miệng giống như mình á, thì hơi thở cực kỳ thơm luôn. Và mình thấy là cực kỳ sạch luôn á. Nên được thì mọi người cứ mua về xài và review cho mình biết nha. Sau khi làm tất cả xong xuôi rồi thì mình đắp mặt nạ thôi. Thiệt ra là hôm bữa mình với lại Minh Thi có đắp cái này rồi. Nếu mà mọi người có theo dõi cái video của Minh Thi á, thì mọi người sẽ biết cái mình thấy nó đã quá. Cái mình lại tổng nó về. Mình bây giờ thì mình sử dụng thôi. Mọi người có hay hỏi mình á, là nghỉ dịch thì mình hay làm cái gì? Thì câu trả lời đó chính là mình thường hay đắp mặt nạ với mình thường hay xem tivi đồ cái kiểu nè. Thật ra là ngày thường á, mình chỉ lo đi học với đi làm thôi, không có thời gian chăm sóc da mặt như thế này đâu. Cho nên nghỉ dịch thì mình tranh thủ mình đắp thôi. Thì như mọi người cũng biết rồi đó, cái mặt nạ mà mình hay dùng á, là mặt nạ của Senka, giúp dưỡng trắng da nữa nè. Mà mình nghe Minh Thi với Việt Thi nói á, là cái em này là không có cồn luôn, không hương liệu, cho nên bạn nào mà da dạy cảm á, là vẫn xài được luôn á. Và theo như mình biết và mình cảm nhận á, thì cái chất liệu vải này là chất liệu vải không dệt, cho nên nó dai vừa đủ, không có dễ bị rách đâu nha. Thường những cái mặt nạ khác á, lúc mà mình đắp quá 20 phút là nó bị khô lại, khó chịu lắm. Nhưng mà em này không có bị. Lúc mà mình đắp quá 20 phút á, là vẫn có rất là nhiều dưỡng chất luôn, không có bị khô hay là bị hút ẩm ngược. Với những cái thành phần là hoa hồng nè, tơ tằm trắng và các thành phần làm trắng khác, cho nên là sau khi đắp á, da mình nó sáng lên hẳn luôn. Mà mọi người có thấy mình quạt không? Mà mình còn nằm trong máy lạnh nữa, mà lúc mà gỡ ra là nó vẫn ẩm luôn á. Mấy cái bạn nào mà lười skin care á, là có thể dùng mặt nạ này nè thay thế những cái bước dưỡng luôn. Chỉ cần đắp lên thôi, xong cái coi phim giống như mình nè, hay là đọc sách, hay là chơi game, hay là làm cái kiểu gì đó, xong trước khi đi ngủ tháo ra là ok liền. Nhưng vì theo thói quen của mình cho nên là mình vẫn skin care nha.
món thiệt sự luôn á. Rất là đã luôn. Còn bây giờ thì mình phải lau lại bằng khăn mà từ nãy nó thấm đã. Thì kia là để nó thấm đã. Đấy là nãy giờ nó thấm rồi. Vì thế kêu mình là đợi cho nó thấm xíu đã. Thì trong những cái lúc đợi mình sẽ đi lấy cái gì ta, bông tẩy trang. Bây giờ thì nó cũng đã khô rồi, mình sẽ lau lại bằng tinh nữa. Xong rồi mình cần dùng serum. Ok, và bước kế tiếp của mình là sử dụng serum. Serum này của Sinca. Và sau cái bước serum này thì mình sẽ còn những cái bước kế tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xài serum trước. Tâm lý nào? Cũng có nhiều bạn hỏi mình là cách dưỡng trắng cho da ngâm. Ờ thì da mình ngâm thiệt, cho nên là mình đã dùng serum dưỡng trắng mà mình thích nhất nè. Thì cái sản phẩm này á là có một người bạn giới thiệu cho mình, mà bạn của mình á là mọi người biết rồi, không ai khác đó chính là Việt Thi đó. Hồi trước á là mình dùng cái vitamin C á, nhưng mà không có hợp da, cho nên là bị kích ứng, dễ nổi mụn nữa và nhạy cảm trước ánh nắng nữa chứ. Mà từ hồi mà dùng cái này á là mình thấy da mình đều màu hơn nè, rồi xong còn khỏe lên nữa. Lúc đầu á thì chấm lên những cái vết thâm mụn á cho nó mờ dần, bây giờ thì mình thoa đều khắp mặt luôn để da trắng lên luôn. Được cái nữa là mình hay thoa lên những cái vùng thâm mắt á, mình thấy cũng ổn, cho nên là đỡ tốn tiền mua kim chi mắt. Còn bây giờ thì mình phải tán đều ra, mà tán nhẹ nhẹ thôi nha, chứ không thôi tán cho mặt đau lắm á. Tán xong rồi thì mình tới bước cuối cùng luôn đi, đó chính là mình dưỡng trắng thêm nữa nè, cho mình trắng thêm nữa chứ không gì hết trơn á. Chứ thiệt ra là mọi người chỉ cần dùng cái Senka đó thôi là được rồi. À nhưng mà mình cho mọi người coi kết quả sau 3 ngày mình thực hiện nha. Tuy là không có đúng nhưng mà ok, nó vẫn xuống được xíu xíu. Thế là cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Tạm biệt mọi người nha. Bye bye.